khuya mà chú ơi. Ôi, cái lượng cua mà chú. Vậy là mọi đồ dài rộng cái đồ này lên đó. Vinh đi một cá mà chú ơi, bà Tám bận chuyện rồi, bà đi không được. Giờ lại mà không biết, mà không biết có không bà chú ơi. Bữa nay trời, lắc nở, lúc nãy bơm vô quá cuốn. Trời ơi, chơi gì hết rồi. Ui, tôi bơi một bánh thử ha mà chú có không. Ồ, nước nó nóng. Mọi người, cái bờ đất bữa nay nó quá trời lõi luôn cô chú. Ô ông gì vậy? Này có gì bắt máy mời chú ơi. Tiêu hang cho luôn. Mất tiêu hang luôn. Ôi, mất hồn trời. Cái gì vậy? Ẩm cá một kiến. Trời đất. Ừ, cá một kiến này đi. Giang kiếm nhiều nhiều Vinh. Giang kiếm gì này. Trứng cao kiếm. Em nói chú. Được trứng cao kiếm. Đây luôn. Nay có gì là gom hết rồi. Nè cái trứng này nó muốn nở nè cô chú. Bành cho trứng luôn rồi. Quá lỡ quá sâu rồi. Này con nhái kìa, dính. Đâu? Kìa. Nhái xanh kìa, nhái xanh đó. Thôi. Sợ hả Vinh? Gì vậy? Nó bắn như đạn vậy. Cá hả? Nhái chạy như tên lửa vậy. Qua bà gà bên đây này nhung nhỏ. Không phải qua bà kia quên nữa. Ê kia không có thấy. Ngài sẽ kia lúc. Mấy cái hết chưa. Mấy cái này cái gì vậy. Ôi giờ bị kia kia.
Cái gì nữa? Cái gì vậy? Cái con gì? Gì cái lóc? Cái gì cái lóc đó? Rồi nằm nọc. Cái lâu kiến gì á? Cái lâu kiến, cái lâu kiến. Ở dính cái tay dậy đây nè dính. Cái hang đầu hộp cái chân cho mình đưa nó mới chứ. Lòi xuống. Quá khứ con rồi. Ý gì ghét. Đâu Vinh. Gạo chứa hang này Vinh. Mấy con cái nó kiếm đụng vô là bóng quá. Rồi. Nè. Đây rồi. Đây nè, nè. Con tay đây nè. Đưa vô cái. Cái nó kiếm con bóng luôn. Đâu có. Cái hang này làm cạn lắm mới chứ. Nay cho mình xong đúng rồi. Cái này là một hộp đi còn điện hết. Trời ơi. Trong cái kiến con một đống nữa. Cái gì vậy? Trời ơi, sâu lắm Vinh ơi. Cái tay cái giò mà đưa vô tới còn nửa giò vậy. Nó đụng vô thấy cái lâu kiến không? Cái lâu kiến còn đóng gì? Hả? Ừ. Nhột. Mà đã sai lắm nha. Rồi. Đã lắm. Chiều nay em đi cua mất mà. Đã tài. Nấp đi đâu rồi cái thằng. Chiều nay ăn được mắm mày. Chiều nay chắc khô queo. Quyền được mắm. Đi lại đúng không? Chạy Vinh ơi. Nay em ngồi dính cái lóc rồi. Một con cũng được. Không cần nhiều, chỉ một con thôi. Nếu cái này bơm quá nhiều. Cái này bơm lỗ chạy kia. Trời ơi, tay hết hồn Vinh. Cái này chắc sơn sửa ở chỗ khác quá. Chắc xuống hầm lớn quá. Tuy là hầm lớn nhưng nhỏ ơi. Đi. Cái này là không có rồi đó. Tuy giờ là hầm lớn nghe cô chú. Tại hầm lớn rồi được. Ở đây hoài chịu đây về khô eo. Hầm lớn kiếm cái lâu kiến rồi có đó Vinh. Vậy đi lại hầm lớn bãi chú ơi. Mời ở đó qua là rồi hắt bãi luôn. Chị nay dặn cắp queo luôn. Sáng sáng như vậy sơn chưa hết kìa. Vậy sáng giờ chưa hết. Đóng bèo không Vinh? Bèo cá lóc không chứ. Bèo cá lóc không. Khi chỗ có bèo khi cá lóc nữa. Nè sáng nó giờ chưa hết nữa. Bị ta cạp ngay cổ. Thấy ghê vậy? Mà chưa sức chưa. Ma cà gồng cạp. Lại hầm lớn nó không có nữa là xong nữa cô chú ơi. Nè, hôm nay nước nó quá bơm rồi. Con gì vậy? Con gì? Con gì? Cá lóc kiến. Bự không? Nè. Thôi thôi cho Nhung nhỏ bắt nè. Mẹ ơi có đó, có đồ chơi, có đồ ăn rồi đó. Trời ơi. Ôi. Vậy là con mẹ mới nở ta. Ôi. Trắng bóc vậy. Đãi vậy. Mọ chú. Dính mọ đi dính cái cá biết nha. Vậy là mọ đồ dài dòng cái đồ này nè nhưng mà.
giờ mò chồng qua đây ngồi chú lâu lắm mà không mò bên cái này. Cái đường nữa có cá chê lắm nè, nó mấy cái bụng nha. Có gì còn còn cái gì không Vinh mà ngồi ngồi. Ổn rồi, hôm qua đường này nhưng mà chú mũi ra. Từ từ nói Vinh ơi, đập mũi gì vậy? Vô mấy cái chỗ. Ôi ôi dính không bà chú ơi. Ôi có cá nè. Rồi nó kẹt cái dãy ra. Trời ơi cá phiên mà chú ơi. Vinh lỡ quá đường này đi Vinh có cá nè. Ủa chú bá luôn. Chú Phi hả? Chú Phi. Ôi về đấy. Ra không bà chú? Mới được hai con à. Chú người hang dữ hả? Hang hả bự cho bá vô. Ghê quá. Xin được. Hang này hang bự quá mà. Chị này hôm nay em bự không nè Vinh? Nghiệm gì đó hoài Vinh? Vinh nói gì vậy Vinh? Vinh 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 nào? Cái gì vậy? Con gì vậy? Hồ con cua. Thằng ơi Vinh này làm ăn được quá ta. Bự không? Thôi đi. Dán nhỏ nhỏ ơi. Đừng thua Vinh mới được. Nay bà Tám mất công chuyện rồi chú ơi à, không có quay clip được rồi. Một chú thông cảm nha. Đó bà Tám quét theo đóng như Vinh. Mày bắt kiếm con cá nữa là lên trên đó được rồi nhưng mà ơi. Cái gì vậy? Cua này báo rồi. Nó kẹp bà chú ơi. Mới được vô tay vô. Nó bụp liền. Bụp nè. Bụp mà. Ôi cái lượng cua bà chú. Wow. Ơi, mặn Vinh ơi. Mà gì được nhiêu mà bà chú. Trời hồng nè. Có trái hồng kìa Vinh. Mày cũng mang tao lên ăn thứ 25 thôi. Thôi mà đó trên nó ngắp cho nó mẹ ơi dung nhỏ chỉ đi nhỏ bỏ cho mặn đi nhỏ đậu đó kìa trên đây nè bên đây Vinh chơi kìa. Ủa mặn là cô chú Vinh ăn được luôn rồi nè. Sao rồi trời đi kiếm vậy vừa ăn mặn mà kèm theo tép có chịu hả? Ngon bà chú ơi. Mẹ chỉ vừa cho bá ăn nắng rồi Vinh. Vừa kìa Vinh. Mẹ ăn vừa này có gì mình gom hết về đi. Này thác thu rồi. Mày vừa mấy cái chăm nó có trái rồi chú. Ồ mấy cái trái mặn rồi chú.
Ủa con này Vinh. Này ngồi chứ vừa cho bá vậy. Bạn mới dưỡng đi. Leo cây Vinh. Giờ lên trển ăn cũng ăn mặn rồi nha mọi chú. Cũng muốn chiều rồi. Giờ tiếp tục mò tiếp thôi. Mọi người cái trời cái này nó mưa bất tử lắm cô chú. Nhiều khi muốn đi quay clip cũng không có quay được cô chú. Đây nè. Thì bây giờ đang chuyển mưa nữa rồi cô chú. Mà không biết mưa giờ nào đấy. Mò không lo mò đi, chiều nay dậy nó lắm nè. Uống rượu cơ hàng hả Vinh? Buồn ai cái gì vậy? Hả? Uống rượu chưa? Tiền Vinh bắt đầu nướng uống dừa xong bắt đầu vô là bắt đầu mò cá rồi chứ. Có dừa xích. Này mò cỡ ký cá được rồi Vinh, em hôm bà táo vậy bà cười á Vinh. Bà cười sặc luôn. Ôi trời. Cái gì ta? Bỏ vô túi áo. Ủa vô tay áo. Tép gì vậy? Ông có lóc con gì vậy? Ê! Ủa cái lóc con. Phải không? Cái lóc gì vậy? Trần ơi Trần. Cái gì vậy? Chạy. Cá lóc quay bự. Trời ơi trời. Rồi luôn rồi. Chạy hả? Kêu mò đi lỗ nước dừa. Dừa. Bị dừa dữ chưa? Ờ Trần. Thì nó cho dừa đó. Bự hơn ký nữa. Thấy ghê vậy? Thấy ghê vậy? Đâu rồi? Bự hơn, bự hơn cá quay luôn. Mày ngu đã vậy? Cái chuyện nó chạy đi vòng vòng đó đó. Vinh ơi Vinh. Tập trung vô mò Vinh. Đừng để tao tắm cười Vinh ơi. Giờ tự ngồi sắc tôi biến. Mà này có cá đi Vinh ơi. Vì này thấy gì là có im đó. Đừng mò sao Vinh. Mò tới luôn Vinh ơi. Chạy đâu rồi. Mò không mò uống dừa. Dừa lòng ghê. Mò khi mò này khi hên dính được tôm nữa mà chứ. Cái này mùa nước ga cô chú. Cái này nước tao bơm ga quá trời luôn rồi nên tôm hổm ít vô cô chú. Bò hổm nước vô để đâu cả mấy tháng trời cô chú. Mò tôm dữ lắm. Ui chà. Cái con gì vậy? Cua hả? Cua. Để xíu mà thôi sao không giữ quá vậy. Bữa nay có chi dùng nấy luôn mọi chú. Ôi nghe xíu con không giữ ghê luôn mọi chú. Bắt luôn mọi chú. Còn nè đáng kìa Vinh không? Mẹ ngủi. Hay dữ Vinh. Đem đây luôn Vinh không? Đó đủ cho nay về luộc xả rồi đó. Có trứng luôn. Có không? Có. Lụm luôn. Ê gọi gọi gọi. Ồ nay tay nghề dữ dằn vậy. Ôi. Mở cho em phải cái chân dưới phải gà nữa nè mọi chú. Dưới hang nữa. Ui, cái hang này. Ốc bướm hang này đi. Có gì. Ôi. Tới nữa rồi Vinh ơi. Tới rồi Vinh ơi. Ôi. Cá được kiếm mọi chú. Gãi đâm. Ôi. Trắng bóc.
một lên nữa coi thử coi có chín không. Có mình nên leo em có không? Có đây nè. Mấy cái rồi hết. Mấy cái hang nào bóng. Rồi bên đây thử gì nữa. Bờ bên đây có cá đó nè. Con nào đây? Trứng không? Đem trứng không? Thả rồi. Nhìn bắt dính được cá kiến rồi chú. Mà hãy với cá đâu kiến không luôn. Ngồi đây đi nha. Ê, chắc giờ như chuỗi. Wow. Cái này dinh á, tu nha vợ chú. Leo cái chuỗi đi, rửa dưới chuỗi. À, sắc dinh. Thật sức. Dinh. Có hàng gì nè. Ui. Ôi, cạn nhiều. Tôi dẹn cũng được. Hàng nó bóng. Bóng. Ôi dồi. Thôi quên nhỏ lên nhỏ tối rồi. Ngày trời này cũng muốn chuyển mưa có chú ơi. Còn mồi dài hang nữa có không vô nữa. Ôi ôi. Bên này có đó. Ôi. Mày đét của mấy cá này giỡn mặt hay gì? Mồi dính dạ. Kệ cá kìa. Ủa cái thá lát hay vậy? Cái gì? Cá phi. Trời ơi, hay ghê không? Ui. Qua đây là không bao giờ thất vọng luôn mọi chú. Mình chắc hai tay không thể nào vượt được. Ôi. Cá phi mà chú ơi. Trời ơi cá. Ôi ơi, cái gì vậy? Ngồi cái cá này cá nãy nó. Con cái gì xanh lè vậy? Cái gì xanh lè vậy dính? Cái liềm kia, cái gì? Cái rảnh. Cái gì ba chia này đó. Thôi à. Ôi. Mày ngồi cá trong mắt luôn. Bà chú. Coi nè. Nó vô mấy cái hàng này trứng cá đâu kiến nè. Rồi. Nằm mấy cá con. Trời ơi, tội nghiệp quá à. Vậy nè bà, chúng bà chú mở mắt ra chân luôn nè. Mày dính bắt tép kìa. À. Bắt con luật luôn. Tép rồi. Mà lấy hải với Vinh. Làm vớt được cá lóc rồi Vinh. Thầy dớ thành quả không bà chú ơi. Ừ, hãy dớt được cá nó sẽ bự rồi được. Nó uống chưa? Không, cầm nó luôn.
vậy mà nói giờ con với Vinh mọi chú hôm nay được có nhiều mà chú ơi, nuốt lên trời lên nè, kiến cá lóc kiến hả rồi mọi chú, hả cho lại hang vài bữa nữa. Không không cua nữa kìa. Cảm ơn bà chú nãy giờ xem hết video của bà chú. Nếu bà chú thấy Hương còn với chuyện lớn với bà Tám thì nhớ đăng ký, like, bấm chuông để được nhận video mới của bà chú. Giờ con với Hương Vinh xin về. Bye bye.